Rất vui được gặp lại quý vị khán giả của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Xin chào đầu bếp Thanh Vũ. Anh chào Minh Phương. Thưa các bạn, trong chương trình Món Ngon Mỗi Ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một món ăn được chế biến từ thịt vịt. Em thấy là thịt vịt cũng khá là khó chế biến đúng không anh? Đúng vậy em ạ. Tại vì sao? Vì thịt vịt có cái mùi rất là đặc trưng nè. Chúng ta rất là khó kết hợp với lại nhiều nguyên liệu khác. Và nếu chúng ta không biết cách chế biến thì thịt vịt sẽ có mùi rất là nặng nè. Và nhiều khi thịt vịt bị dai nữa. Ngay bây giờ không để các bạn chờ lâu nữa. Mời các bạn cùng theo dõi thực hiện món vịt kho dưa gừng non. Thưa các bạn, để làm món này thì chúng ta cần chuẩn bị vịt nửa con chặt miếng vừa ăn, dầu điều, hành lá, hành tím băm, gừng băm, 100g dưa gừng non, nước dừa, một số gia vị thông thường và nước tương Phú Sĩ. Thưa các bạn, để xử lý cho thịt vịt được thơm và giảm cái mùi nồng của thịt vịt thì có rất là nhiều cách. Tuy nhiên trong trường hợp này thì tôi sẽ dùng muối và cái gừng giã nhuyễn, sau đó chúng ta sẽ sát lên trên phần da của vịt. Chúng ta để khoảng 5 phút thôi, sau đó chúng ta rửa sạch để ráo, như vậy thì thịt vịt sẽ rất là thơm. Anh Vũ biết không, có rất là nhiều người thích thịt vịt nhưng mà ngại cái vì cái mùi đặc trưng của nó, cho nên là ngày hôm nay với hướng dẫn của anh Vũ thì Minh Phương tin chắc là quý vị khán giả sẽ tự tin hơn khi chế biến món vịt. Thế thì anh Vũ có thể giúp khán giả nhắc lại một lần nữa cách sơ chế vịt được không ạ? Được cho em. Chúng ta nhớ sát gừng và muối lên phần da vịt, như vậy để khử được mùi vịt nha các bạn. Sau khi chúng ta đã xử lý xong thì bây giờ chúng ta chặt ra thành những miếng vừa ăn có kích cỡ khoảng 3-4cm như vậy. Chúng ta ướp vào đây 2 muỗng canh hành tím băm, 2 muỗng canh nước dưa gừng, 1 muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto, khoảng 1 chén nhỏ nước tương Phú Sĩ, 1 muỗng cà phê đường. Chúng ta trộn lên, chúng ta ướp. Bây giờ chúng ta sẽ bắt lên một cái chảo sâu lòng để chúng ta kho thịt vịt. Và thưa các bạn, chúng ta sẽ dùng dầu điều để chúng ta kho, để cho món kho chúng ta có màu đẹp. Sau khi dầu điều vừa nóng, chúng ta sẽ cho thịt vịt vào xào. Như vậy Rồi, bây giờ thì chúng ta cho nước dừa tươi vào vừa xăm sắp mặt thịt vịt thôi nha. Thưa các bạn, một điều nhỏ nữa chúng ta cũng nên lưu ý, tùy theo độ ngọt của nước dừa tươi mà chúng ta có thể gia giảm lượng đường cho phù hợp. Và thưa các bạn, sau khi chúng ta kho gần chín mềm, chúng ta mới cho khoảng 100g gừng non vào. Kho tiếp khoảng chừng 5-7 phút nữa cho gừng thấm vị ha. Anh Vũ ơi, tại sao chúng ta lại cho dưa gừng non vào gần cuối khi kho thịt vịt ạ? Thưa các bạn, chúng ta cho gừng non vào gần cuối để khi thưởng thức chúng ta còn cảm nhận được hương vị đặc trưng của gừng non. Gừng non thì chúng ta có thể mua sẵn hoặc chúng ta có thể tự làm gừng non cũng được. Chúng ta mua những củ gừng non về, sau đó chúng ta cắt những lát mỏng, ngâm với nước muối, sau đó ngâm qua nước phèn chua nữa để cho gừng được giòn và gừng được trong. Sau đó chúng ta lại xả qua nước lạnh và chúng ta thắn nước giấm này đường. Chúng ta để nguội, sau đó chúng ta sẽ cho vào trong gừng, chúng ta đậy nắp, ngâm khoảng độ 3 ngày là gừng lên men và có cái vị chua chua ngọt ngọt vừa ăn. Các bạn thêm một thông tin dinh dưỡng về món ăn này. Như chúng ta cũng biết, gừng thì có tính ấm, là cay, và thịt vịt thì là có tính hàn, mà gừng thì lại tán hàn. Do đó món ăn này chúng ta cân bằng âm dương rất tốt cho tiêu hóa. Rồi bây giờ anh sẽ cho ra một cái dĩa. Hành lá chúng ta cắt khúc về, chúng ta thả lên. Rồi chúng ta để lên đây một cụm ngò và miếng ớt khoanh. Thưa các bạn, thế là chúng ta đã hoàn thành xong món vịt kho dưa gừng non. Và món này phải ăn với cơm mới ngon nha. Mời em. Dạ. Ngon quá. Đầu tiên đó là thịt vịt cực kỳ mềm và đậm đà gia vị. Gừng vẫn còn một cái độ giòn nhẹ nhẹ và không hề bị hăng. Rất là ngon thưa quý vị khi mà kết hợp với thịt vịt. Và món ăn này đúng là không thể thiếu nước tương Phú Sĩ. Hòa quyện với hương thơm của gừng tạo nên món ăn có một cái hương vị rất là đặc trưng và hấp dẫn. Phải cảm ơn anh Vũ rất là nhiều vì đã giới thiệu đến Minh Phương cũng như quý vị khán giả món ăn ngày hôm nay. Thưa các bạn hãy trổ tài làm món này đi. Tôi tin rằng sẽ rất là bắt cơm đó các bạn. Và chúc quý vị thành công với món ăn này. Quý vị khán giả thân mến, khi theo dõi chương trình, nếu như quý vị bỏ lỡ hay cần ghi chép thêm công thức thì hãy truy cập vào địa chỉ quen thuộc của chương trình, đó chính là mongonmoingay.com quý vị nhé. Còn bây giờ thì đầu bếp Thanh Vũ và Minh Phương xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.